Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mùa bão năm nay có khả năng xuất hiện những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Đặc biệt, La Nina tác động vào nửa cuối năm có thể gây ra các đợt mưa lớn, dồn dập, kịch bản mưa lũ lịch sử năm 2020 có thể tái diễn. Dự báo năm 2024 thiên tai sẽ diễn biến rất phức tạp gồm cả nắng nóng hạn mặn, dòng lốc mưa đá nhiều hơn mức bình thường vào nửa đầu năm và mưa bão lũ ngập lụt xuất hiện vào nửa cuối năm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nửa đầu mùa tháng 6-8, tháng số lượng cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể ít hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 12, bão có thể hoạt động mạnh hơn, dồn dập hơn với số lượng cơn bão nhiều hơn, khả năng xuất hiện các cơn bão mạnh trái quy luật